Vâng thưa quý vị, người ta nói rằng là sinh nghề tử nghiệp. Kể từ sau sự hy sinh của ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy ở Hà Nội khiến ai nấy đều xót xa, mới đây một đại úy công an ở Long An cũng đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Theo đó thông tin về việc giải quyết các chế độ chính sách của đồng chí hy sinh cũng được rất nhiều người quan tâm. Sau một vài ngày tích cực điều trị tại bệnh viện, cuối cùng đại úy công an gặp nạn khi đang bảo vệ hiện trường đã không qua khỏi vào ngày 16 tháng 8 trong sự xót thương vô hạn của gia đình, bạn bè và đồng đội. Sáng ngày 17 tháng 8, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết đang thực hiện các hồ sơ, thủ tục gửi về cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết các chế độ, chính sách đối với Đại úy Nguyễn Lê Trí Công Hoàng Khôi, 34 tuổi, cán bộ Công an phường 5. Đại úy Khôi là người bị tai nạn giao thông tử vong khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, một vụ tai nạn khác. Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, qua báo cáo thì đồng chí Khôi đã bị tai nạn giao thông trong lúc đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường một vụ tai nạn giao thông khác. Theo đó, Công an tỉnh đã báo cáo Bộ Công an và các ngành chức năng về trường hợp này, đồng thời tiến hành thực hiện các hồ sơ, thủ tục, gửi cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết chế độ, chính sách cho Đại ủy Khôi theo quy định. Trong đó, có việc xem xét cả việc Đại ủy Khôi có được công nhận lịch sĩ hay không. Cũng theo Đại tá Lâm Minh Hồng, sau khi Đại ủy Khôi qua đời, Công an thành phố Tân An, Công an tỉnh Long An đã đến chia buồn thăm hỏi, động viên gia đình, cùng với gia đình lo đám tang chu đáo cho Đại ủy Khôi. Trước đó, khoảng 21 giờ tối ngày 14 tháng 8, Đại úy Khôi cùng một số cán bộ chiến sĩ dân phòng làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường một vụ tai nạn giao thông tại cầu Tân An. Lúc này, nam thanh niên tên Võ Hoàng Tuấn, 27 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thông, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, điều khiển xe máy 62K1-41971 lưu thông trên quốc lộ 1 từ hướng thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây, đã tông trực diện vào Đại úy Khôi đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường. Cú tông mạnh khiến đại úy Khôi bị hất văng ra xa, đa chấn thương, được chuyển vào bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, đại úy Khôi được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy. Sau hai ngày điều trị, đại úy Khôi không qua khỏi và qua đời vào ngày 16 tháng 8 như vậy là đại úy liệt khôi có được công nhận liệt sĩ hay không sẽ còn phải chờ quyết định từ bộ công an một lần nữa chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình đại úy hoàng khôi sự hy sinh thầm lặng của anh nói riêng và những chiến sĩ công an nói chung chắc chắn sẽ được công nhận và ghi nhớ trong tâm trí của người dân bạn bè và đồng đội